Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đào đá xay đơn giản mà rất là ngon. Thì nguyên liệu mình có ở đây là mình sẽ sử dụng đào ngâm nha các bạn, sữa đặc, mật ong, sữa tươi, tắc hay gọi là quất á, đường và một xíu muối. Đó, thì nguyên liệu để làm món đào đá xay sẽ gồm có những nguyên liệu như thế này. Các bạn chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta bắt tay vào làm ha. Đầu tiên thì đào các bạn cắt hạt lựu rồi các bạn cho vào trong máy xay. Chúng ta sẽ cho vào đây thêm là một muỗng canh nước đào ngâm. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là hai trái tắc đã lấy nước cốt. Rồi cho đường một xíu muối vào. Sữa đặc thì các bạn cho là một muỗng canh ha. Mật ong thì các bạn cho là một thìa cà phê. Sữa tươi thì các bạn sẽ cho vào đây là 100 ml nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là xay nhuyễn. Sau khi xay nhuyễn xong thì các bạn sẽ cho đá vào. Rồi cũng tiếp tục là xay nhuyễn luôn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đào đá xay. Bây giờ chỉ việc là cho ra ly và thưởng thức. Mình có thể cho thêm vài cái lát đào ngâm lên phía trên để ăn kèm với lại cái nước cái đào đá xay này. Đó. Đó, bây giờ đã hoàn thành xong cái đào đá xay mà hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là một cái món giống như gọi là sinh tố vậy. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon, thơm ngon và lạ miệng. Đào đá xay có rất nhiều cái hương vị cũng như có nhiều cách pha chế. Thì trong những video khác mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đào đá xay với những cái hương vị khác ha. Nó vào những cái ngày hè như thế này mình có một cái ly sinh tố mát lạnh như vậy để thưởng thức thì rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những cái món tiếp theo ha.